thực hiện các giải pháp tổng thể phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế. Đến nay, Đà Nẵng cũng đã triển khai 3 đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và đang chuẩn bị tiến hành tiêm đợt thứ tư vào ngày mai. Phóng viên Đà Nẵng TV đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng Tôn Thất Thạnh để cung cấp thêm thông tin về vấn đề này. Trước hết, xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Thưa ông, xin ông cho biết là cho đến nay Đà Nẵng đã triển khai bao nhiêu đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và kết quả cụ thể như thế nào? Toàn bộ nguồn vaccine là được từ nguồn từ Chính phủ và Bộ Y tế đàm phán mua hoặc là nhận từ các cửa hàng viện trợ, và trên cơ sở để đánh giá tình hình dịch của các tỉnh và điều kiện dân số của từng tỉnh mà Bộ Y tế có cái phân cho chủ động phân cho tất cả các tỉnh. Theo cái lượng vaccine được phân bổ từ Bộ Y tế thì là thành phố Đà Nẵng đã được nhận 3 đợt vaccine. Thì như vậy là đã tiến hành tiêm chủng cho tất cả các đối tượng ưu tiên theo như cái nghị quyết 21 của Chính phủ. Thì tính đến hiện nay thì Đà Nẵng đã tiêm cho trên 30.000 lượt người được tiêm chủng, và hầu hết thì sự tiêm chủng đã diễn ra được an toàn. Và một số trường hợp tác dụng phụ thì cũng đã được xử trí kịp thời, và nhìn chung là cái việc tiêm chủng thành phố Đà Nẵng trong 3 đợt vừa qua thì là an toàn. Hiện nay thì có ý kiến cho rằng là Đà Nẵng luôn là địa phương có tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất là phức tạp. Tuy nhiên thì cho đến bây giờ thì số lượng tiêm mũi 2 của chúng ta thì thấp hơn một số tỉnh miền Trung. Ông có thể lý giải điều này như thế nào ạ? Thật ra cái việc mà tiêm chủng này đã là tùy thuộc vào cái nguồn vaccine phân bổ và thời điểm phân bổ từ Bộ Y tế. Ngay khi đợt 3 thì lượng vaccine được phân bổ thì thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch tiêm mũi 2 cho khoảng 8.000 người đã tiêm được mũi 1. Tuy nhiên thì Bộ Y tế đã có cái chỉ đạo khẩn cấp là phải triển khai tiêm cái vaccine đó trong vòng thời gian 3 ngày. Chính vì vậy mà tại thời điểm đó thì những người mà đã tiêm một mũi này, 8.000 người này, tại thời điểm đó thì là chưa đủ thời gian để tiêm mũi 2. Chính vì vậy mà thành phố Đà Nẵng đã quyết định là tiêm toàn bộ lượng vaccine vừa rồi là mũi 1. Và dự kiến thì những 8.000 người đó thì đến đầu tháng 8 này là sẽ đúng thời điểm trả mũi 2. Thì chúng tôi đang chờ lượng vaccine AstraZeneca đã có quyết định phân bổ của Bộ Y tế là 30.000 liều cho thành phố Đà Nẵng. Thì cái lượng vaccine về thì chúng tôi sẽ tổ chức tiêm ngay trả mũi 2 cho 8.000 người này. Do cái cách tiêm của từng địa bàn mà chúng ta cái mũi 2 chúng ta thấp hơn thôi, chứ tổng cái lượt tiêm chúng ta là trên 30.000 lượt người đã được tiêm thì không phải là thấp hơn so với nhiều tỉnh khác, mà do chúng ta là theo thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế là chúng ta là tiêm khẩn cấp trong vòng 3 ngày. Chính vì vậy mà chỉ việc trả 12 như tôi nói là chưa đảm bảo, chưa đủ thời gian để trả 12. Tuy nhiên một số tỉnh thì là triển khai không kịp theo cái chỉ đạo của Bộ Y tế. Đấy, cho nên họ trễ thì bây giờ họ đúng đến đủ thời gian họ trả 12, cho nên họ trả 12 cho những cái đối tượng đã tiêm 11. Như vậy là vì họ làm trễ cho nên thành ra họ tiêm được 12 nhiều, một số tỉnh là như vậy. Theo quyết định phân bổ của Bộ Y tế thì sắp tới đây Đà Nẵng sẽ nhận khoảng gần 70.000 liều vaccine COVID-19 các loại. Và thực tế thì cho đến bây giờ thì Đà Nẵng đã nhận được gần 20.000 liều về đến thành phố. Vậy trong thời gian tới thì ngành y tế sẽ triển khai cái kế hoạch tiêm chủng vaccine như thế nào? Thì như vậy là từ khi cái đợt 3 sau khi tiến hành tiêm xong thì đến thời điểm hiện nay thì thành phố Đà Nẵng mới nhận lại được một lượng vaccine để chuẩn bị triển khai tiêm. Từ khi có quyết định phân bổ vaccine của Bộ Y tế thì thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết để tiến hành tiêm lượng vaccine này, mặc dù lượng vaccine đó là chưa về Đà Nẵng. Thì hiện nay là vaccine đã mới về Đà Nẵng và ngay ngày mai đây thì chúng tôi sẽ tiến hành tiêm chủng, và tất cả những đối tượng mà có trong cái nghị quyết 21 thì đều đăng ký danh sách với cho ban chỉ đạo Sở Y tế và CDC thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở danh sách tổng hợp đó thì tùy theo cái lượng vaccine được phân bổ về cho thành phố thì chúng tôi sẽ thông báo lại là đối sở ban ngành đó thì sẽ được bao nhiêu liều vaccine trong đợt này, thì cái số đó sẽ sắp xếp người ưu tiên để mà chúng ta tiến hành tiêm.